Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển, về đức tính, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần về thăm tỉnh Hưng Yên, đồng thời đi sâu phân tích mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhấn mạnh giá trị to lớn nổi bật của những di sản mà Hồ Chí Minh để lại thông qua nhiều câu chuyện, ví dụ cụ thể, sinh động. Chỉ tính riêng 10 năm cuối đời, từ lúc 70 tuổi đến lúc mất là 79 tuổi, Bác đến với dân 700 lần, nhất là với nông dân, công nhân và những người lao động nghèo khổ. Trong đó có cả những lần đến Hưng Yên. Chúng ta kể những câu chuyện này trên mảnh đất Hưng Yên này là đặc biệt cảm động. Vì ta biết xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mới đích thực là quê ngoại của Bác. Cho nên cái tình cảm Bác về Hưng Yên 10 lần, Bác tát nước chống hạn với dân làm thủy lợi, công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải còn đó, anh hùng lao động Phạm Thị Phách còn đó, bao nhiêu sự kiện của chúng ta gắn bó mối liên hệ máu thịt giữa Bác với nhân dân. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng giới thiệu về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tổng hợp 29 bài viết phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối thoại, đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đồng chí đề nghị ngay sau đợt học tập này, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp, các địa phương đơn vị, cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần quán triệt sâu sắc, đồng thời thực hiện
hiệu quả chuyên đề toàn khóa gắn với việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động theo chức trách nhiệm vụ được giao. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn cơ quan đơn vị, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị, và qua đó giúp cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai tươi sáng của dân tộc.